is all about. Ngoài kế hoạch tái xuất UFC vào ngày 19 tháng 1 tới đây, Conor McGregor còn ấp ủ hy vọng tái đấu với Floyd Mayweather trên sàn quyền Anh. Tôi mong chờ trận tái đấu với Floyd Mayweather. Tôi nghĩ trận đấu này nên xảy ra và phía Mayweather cũng ấp mơ khả năng này, hy vọng nó sẽ diễn ra thêm một lần nữa. Ngoài độc cô cậu bậy, võ sĩ người Ireland tiết lộ nhiều khả năng cũng sẽ thượng đài với tái đấu người Philippines Manny Pacquiao. Chúng tôi thật sự đã tiến rất gần đến trận đấu, có một thỏa thuận giữa chúng tôi và nhiều khả năng nó sẽ trở thành hiện thực. Trong chia sẻ mới đây, Tyson Fury khẳng định sẽ trở lại WWE sau khi kết thúc trận tranh đài WBC hạng nặng với Deontay Wilder. Trước đó, tay đấm người Anh đã có trải nghiệm đáng nhớ khi đấu biểu diễn với đối vật Braun Strowman ở sự kiện WWE Crown Jewel. Trong lần tái xuất, đối thủ của Tyson Fury nhiều khả năng sẽ là cựu vô địch UFC Brock Lesnar. Và cuộc so tài thú vị này dự kiến sẽ được tổ chức tại sự kiện WrestleMania 36. Được biết, một trong những yêu cầu từ phía WWE là Tyson Fury phải đánh bại Wilder trong trận tái đấu vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Theo kế hoạch ban đầu, Rafael Nadal sẽ tham dự một trận đánh đơn và một trận đánh đôi ở chung kết ATP Cup giữa Tây Ban Nha và Serbia. Sau thất bại 2-7-6-7 trước Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới đã không thể đánh đôi và được thay thế bằng Feliciano Lopez để bắt cặp với Pablo Carreño Busta. Bộ đôi này sau đó đã thua cặp Djokovic và Viktor Troicki, có đó lỡ hẹn với chức vô địch. Chia sẻ trên Tennis World USA, Nadal lấy giải việc rút lui ở trận đấu quyết định. Tôi đã phải thi đấu rất nhiều trong vài ngày qua, mức năng lượng của tôi đã xuống thấp hơn một chút so với bình thường. Ngoài ra, việc thay tôi bằng Lopez là quyết định của ban huấn luyện và chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ của mình. Nền thể thao của đất nước đông dân nhất thế giới sẽ vắng bóng ba môn bóng nam quan trọng nhất là bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền ở Olympic Tokyo 2020. Ở môn bóng đá, tuyển U23 Trung Quốc đã sớm nói lời chia tay với vòng chung kết U23 châu Á sau hai thất bại trước Hàn Quốc và Uzbekistan. Ở môn bóng rổ, tuyển Trung Quốc mất suất dự Olympic khu vực châu Á vào tay Iran. Khả năng bóng rổ Trung Quốc sẽ giành vé vớt tại giải đấu loại do Liên đoàn Quốc tế tổ chức là gần như không thể xảy ra. Trong quá khứ, bóng rổ nam Trung Quốc chưa bao giờ lỡ hẹn với sân chơi Olympic kể từ năm 1984. Cleveland Cavaliers là cái tên tiếp theo gia nhập danh sách nạn nhân của Lakers. Trong ngày chạm trán đội bóng cũ, LeBron James đã không hề đương tay khi góp 31 điểm và 8 kiến tạo, qua đó giúp Los Angeles Lakers có được thắng lợi cách biệt 128-99 trên sân nhà. Ngoài King James góp công lớn trong chiến thắng thứ 9 liên tiếp của Lakers, còn có Dwight Howard khi Superman ghi 21 điểm và 15 rebounds trong 25 phút góp mặt. Ở cặp đấu đáng chú ý khác giữa Boston Celtics và Chicago Bulls, bộ đôi Jason Tatum và Jaylen Brown đã dẫn dắt đội chủ nhà có được thắng lợi chung cuộc 113-101, thắng lợi thứ hai liên tiếp để giúp đội chủ sân TD Garden duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng miền Đông. Andrea Arruti là nữ nghệ sĩ lồng tiếng người Mexico. Cô từng lồng tiếng cho nhiều nhân vật hoạt hình như Izzy trong series Jake and the Neverland Paris, Diamond Tiara trong My Little Pony, Friendship in Magic và Sid Chang trong The Loud Houses. Tên tuổi của Arruti bắt đầu được nhiều người biết đến kể từ khi cô nhận trách nhiệm lồng tiếng Latin cho vị tướng Nico trong Liên minh huyền thoại. Khi sự nghiệp đang trở đà khởi sắc, thì làng Liên minh huyền thoại bất ngờ những cú sốc về cái chết của cô gái 21 tuổi này. Hiện tại, vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của nữ nghệ sĩ người Mexico. Trước đó, người hâm mộ không khỏi lo ngại trước những bài chia sẻ đầy tâm trạng của Arruti trên Instagram. LPL mùa xuân 2020 đã chính thức khai màn với trận đại chiến giữa Fun Plus Phoenix và Invictus Gaming ở trận bán kết chung kết thế giới 2019. TNB cùng với những đồng đội đã đè bẹp hoàn toàn IG, qua đó thẳng tiến vào chung kết và rồi đánh bại G2 trước khi đăng quang chiếc vô địch. Ở lần tái đấu này, phong độ xuất sắc của The Shy với hai quân bài Aatrox và On đã giúp IG có được thắng lợi kịch tính 2-1. Phát biểu sau trận đấu, siêu sao đường trên của IG thừa nhận kèo đấu với Khan có phần nhạt nhẽo. Chúng tôi đã rất nhiều lần đối đầu và thật sự kèo đường trên hôm nay đúng là hơi tẻ nhạt. Thậm chí suốt trận đấu, tôi gần như không cảm thấy chút áp lực. Hy vọng Khan sẽ thi đấu hổ báo hơn ở lần tới.